Bà bị với xương gót phải này, đi nhảy lên trên và xuống dưới. Đi lệch 5 ni. Phải với xương gót di lệch này. Bon áo phải mấy lần thì một lần. Xương gót phải này. Năm nay bà 54 tuổi đúng không? Bà chỉ có đau một tí nữa, hết đau thôi. Mà phải nắn mà thì nó đấy. Đau này. Vấy cổ tay, vấy cổ chân này. Vấy vấy cổ chân. Vấy cổ chân đi. Ngoại ngoại. Rồi. Vào đi. Vào thôi bạn. Đợt em có dạn ba ngón chân này mà một uống lúc đêm mà còn bỏ vốn nó còn bỏ không ngày ấy mà mở cửa gì đây thì đây gì không ông sáng nay nó xuống mà đi không đi nổi đứng không nổi được chưa mình con đấy nhá nghe tới nơi rồi mà nào ăn kiểu gì thì có người tự tha thôi chứ mà tự ý mà làm cẩn thận tí. Nhưng mà tính nhau này mùng 1 Tết đúng không? Dương lịch mùng 1 Tết này. Này mấy hôm này thay ạ? 5 ngày. Khỏi được cái này phải 20 ngày mới khỏi được cái này. Bà bị gây nặng thế mà. Bọn nào chứ? Chưa. Đây là mới cố định. Cháu chỉ có nắn và cố định nẹt vào thôi. Làm gì có lá đâu. Có tức quá không bà? Tức bảo cháu nha. Có tức không? Có tức không để cho cháu biết được. Tức thì là cháu lấy băng ra. Tí nó sưng mà. Đấy là không như đây là cháu. Chân cái này, lấy chân ngay, vừa hót ngay. Đi bao giờ bà? Lúc 1 giờ hơn 1 giờ. Chàng xong cho đi lên chụp chụp luôn. Bác sĩ bỏ bó nạ, bỏ bó bột hay bó nạ. Bột thì bác sĩ bỏ nạ còn đi bỏ cố định thì vài hôm là đi nhấp nhổm được. Bỏ nạ nó không đi được đâu, thật cái thẻ bỏ nạ thôi nào. Đấy, đây này có đi được nẹp hay gì nhỉ? Đi làm sao được? Đi phải 5-7 ngày mới đi được. Muốn gì thì nói. Vớ xương gót này là phần sụn. Rồi các bạn xem rồi nè. Xong rồi đi. Ừ. Rồi. Rồi nha.